Rất vui được gặp lại các bạn và ở video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chuyển đơn vị từ inch sang cm hoặc là mm. Như các bạn đã biết thì Microsoft thiết lập mặc định cái đơn vị là inch. Đơn vị là hai dấu phẩy ở đây là inch. Và chúng ta cần phải thay đổi lại cái đơn vị này cho phù hợp với Việt Nam chúng ta thông thường là cm. Thì để làm được điều đó, các bạn vào phần File và các bạn vào mục Orbital, sau đấy các bạn vào mục Advanced và các bạn kéo xuống cho mình ở cái phần này, ở cái phần in ở đây, thì trong cái phần Display ở đây các bạn này, thì ở đây đơn vị đang là in, thì các bạn có thể chọn là cm hoặc là mm hoặc là point hoặc là pica. Thì ở đây mặc định như ở Việt Nam chúng ta quy định là cm, thì các bạn chọn cm và các bạn bấm OK. Thì các bạn thấy là những cái đơn vị này đã nó là được chuyển thành là cm đấy. Như các bạn đã biết thì nó đang được chuyển thành cm. Và ở đây thì mình nói thêm một chút là ví dụ như ở đây là quy Microsoft mặc định là lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải thì đều là 2.54 cm, nhưng mà theo quy định của bộ nội vụ của chúng ta ấy, thì quy định đối với cái khổ giấy A4 đây các bạn này, lề trên thì cách mép là 20 đến 25, lề dưới thì là 20 25, lề trái thì là 30 35, lề phải thì là 15 20, đúng không ạ? Thì các bạn phải vào đây để các bạn sửa lại. Ví dụ như là top là lề trên, left là lề trái, bottom là lề đáy và join là lề phải. Và các bạn có thể sửa lại. Thì theo quy định thì như thế, nhưng mà các bạn cũng có thể tùy. Ví dụ như để cho trang giấy của chúng ta đẹp hơn, hoặc là để cho vừa một cái mục đích sử dụng nào đấy của chúng ta. Ví dụ mình sẽ đặt mặc định sẽ là 2, tức là cái khổ giấy của mình sẽ là lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới đều là 2. Và cái giấy của mình đang là giấy dọc. Còn nếu mà muốn giấy ngang thì các bạn kích vào đây, các bạn nhìn thấy nó thay đổi ở đây. Đây là giấy dọc, tức là mình soạn giấy dọc, đúng không ạ? Và sang cái phần paper ở đây thì đây đang là khổ giấy letter, và khổ giấy thông dụng của chúng ta sẽ là giấy A4. Các bạn chọn giấy A4 và các bạn chọn căn lề trái lề phải như thế này và các bạn bấm OK. Thì coi như là cái khổ giấy của chúng ta đã được mặc định là như như chúng ta đã đặt, đúng không? Có nhiều bạn khi các bạn chọn giấy, các bạn không chọn giấy A4 mà các bạn chọn giấy letter hoặc là A5 vân vân chẳng hạn, thì khi các bạn in ra đối với cái máy in giấy A4 thì các bạn sẽ bị lỗi, có thể là bị thiếu chữ hoặc là có thể là bị co lại hoặc là bị giãn ra, thì đây cũng là một cái lỗi mà các bạn trước khi in các bạn phải chú ý đặt giấy A4 và cái lề trên, lề dưới, lề phải, lề trái. Và trong lúc các bạn theo dõi video, nếu các bạn thấy có ích thì các bạn có thể bấm đăng ký và để theo dõi những cái video tiếp theo sau này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.